lại với kênh YouTube của Bình Thịnh. Thì ngày hôm nay mình sẽ có cơ hội mình đi xuống Apple Store để mình coi con iPhone Pro Max. Đây là trên tay mình đang cầm con này, gọi là rất là đẹp các bạn, rất đẹp. Và cái video mà các bạn đang xem á là được quay từ con 11 Pro. Đó, thì nó cũng xinh, nó cũng giống nhau thôi. Thì ngày hôm nay sau 2 ngày mở bán á, thì mình ngày hôm nay tiếp tục xuống đây để mình coi, mình coi cái camera nó cái sức thuyết phục của nó như thế nào. Lúc trước á mình đã có nghĩ đến con XS nhưng mà nó chưa đủ thuyết phục. Nhưng mà khi con 11 này ra nó mình nhìn vô và thấy cái công cái tính năng của nó là về camera nha, là mình cảm thấy là đây là cái bước cải tiến rất là lớn và mình cảm thấy thực sự là mình thích nó. Bây giờ thì mình xuống mình trải nghiệm cho mọi người xem và biết thêm về con 11 này. Và mình đang cầm trên tay là con 11 Pro Max cực kỳ tuyệt vời, mình thấy là rất là dễ thật. Nếu mà đi chụp ảnh á, mình là người hay thích chụp ảnh và mình nghề nghiệp của mình hiện tại là đang chụp ảnh, thì cảm thấy là đó là một trong những camera gồm hiện giờ là perfect đó. Đó, mình sẽ tìm hiểu với các bạn nha. Ok thì hiện giờ đây là quang cảnh của Apple Store ngày thứ 2. Mọi người vào đây coi và trải nghiệm rất là đông. Đây, gọi là kín hết các bạn. Đó, thì mình quay một chút quang cảnh cho mọi người xem nha. Gọi là cực kỳ đông luôn. Ở đâu là các nhân viên là bán tấp nập. Đó. Bây giờ mà các bạn mà muốn mua phone á thì các bạn có thể là vô đây xem rồi đăng ký. Nếu mà còn hàng á thì nó sẽ bán, còn nếu mà hết hàng á thì có thể là ship về tới tận nhà của các bạn. Bây giờ mình đi xuống mình coi mình trải nghiệm thôi và mình tiếp tục cái video là mình sẽ quay lại cái trải nghiệm của mình ở Apple Store. Rồi bây giờ là mình bắt đầu mình trải nghiệm và mình đánh giá bên ngoài của con 11 trước nha. Thì mình đang cầm trên tay là con Midnight Green. Khi mà mình vô mình coi á thì mình đã chấm ngay con này và con màu trắng rất là đẹp. Nó trắng nhám, gọi là ở Việt Nam gọi là mù đó. Đó thì cảm thấy là rất là đã các bạn. Nhìn vô cái cam và cái cam này á mình nhìn bên cạnh nè là nó không quá lồi, nó chỉ hơi lồi thôi. Nếu mà có một cái nếu mà ai mà xài á, đối với mình nha, mình con này thì mình không cần phải xài khay, mình chỉ cần xài một cái khay bảo vệ chỗ này thôi là nó ok rồi. Chỉ cần cái cam nó không chày thôi, tại vì xài qua 5 tháng á là cái chỗ này nó sẽ bị chày. Đó, thì nó rất là phiền. Khi mà mình đã bị rồi, cái con của mình đang xài là con 7 thì mình xài 2 năm nay á, mà may á là mình đã có cái một cái miếng dán bảo vệ, chứ không á là đây là con nhám nè, con nhám này cái đẹp luôn. Đó, hai con này mình chấm là ok nhất. Hai năm nay mình có dán một cái miếng dán gương này nên nó bảo vệ được. Và lúc mình gỡ ra thì nó không bị chạy hết. Thì mình nghĩ là con Pro Max này chỉ cần mua 3 cái miếng dán thôi. Dán lại là bỏ lại chỗ này là các bạn xài Vivo luôn. Và mình đã coi cái review của nó. Mình đã coi cái review của nó ở trên mạng là thẻ rớt. Là nếu mà thẻ từ trên mình cao 1m7, nếu mà thẻ từ 1m7 xuống á thì nó cũng rất cứng và nó sẽ khó bể. Còn nếu mà dưới khoảng 1m hay là 1m2 á thì nó không bể các bạn. Rất rất là ok. Mình đã coi cái review mà phá hủy của nó rồi. Cực kỳ chuẩn luôn. Rồi giờ mình vô phần bên cái cam đi. Chuyển động là cực kỳ mượt mà. Thì ngày hôm nay á là mình đã tính cầm con GoPro mình đi quay, nhưng mà mình thấy là thôi mình lấy cái máy này mình quay xong mình bắn AirDrop qua thử. Cuối cùng mình bắn được. Nên bây giờ là mình quay trên con này luôn. Thì mình chỉ quan tâm về cái camera thôi, tại vì mình là chụp hình. Đó. Về cái cam thì nó sẽ có 3 cái chế độ. Đây, cực kỳ rộng nè. Rộng nè. Tele nè. Đó. Và 3 cái thông số này nó đều giống nhau. Là khi các bạn chuyển á là nó đều giống nhau hết, nó không có bị thay đổi và chụp tấm hình nó sẽ giống nhau hết. Đó. Rồi và nó cũng panorama thì cũng có 3 ống kính luôn. 3 loại luôn. Portrait,
Play thì nó sẽ có nhiều chế độ đây. Nó sẽ có nhiều chế độ đây. Đó. Photo thì như bình thường, 3 chế độ. Video thì nó cũng có 3 cái. Rộng nè. Đó. Slow motion nó cũng ok. Và cái mình nghĩ cái điện sau khi mà cái iPhone này ra thì sau này mà ai đi review chỉ cần cầm cái con 11 Pro này là đi review, tại vì nó có góc rộng, nó rất là hiệu quả. Rồi time lapse, nắp cũng 3 ống kính. Đó. Rồi mình sẽ vô mình tìm hiểu phần video của nó. Camera của nó là nó cho mình quay những cái chế độ như thế nào. Đây camera, hiện giờ là 1080p30fps nè. Đây 4K 24, 30, 60 đủ hết. Rất là xịn. Và mình nghĩ nếu mà iPhone mà nó ra nữa thì nó chỉ cần nâng cái camera lên là 10, hiện giờ là 12, nó nâng lên 18 hay 20 là chắc lúc đó là mình cũng chắc mình khỏi cần cầm cái máy chụp hình của mình đi, mình cầm con iPhone là mình đi chụp luôn các bạn. Còn đây là các cái loại game. Và ngày hôm nay mình chủ yếu là mình xuống mình thích cái này thôi. Và mình cảm giác nha, khi mà con 11 này nó ra thì nó ăn cái cam thôi, còn tất cả những cái bề ngoài này á nó sẽ giống nhau và nó mạnh hơn thôi. Và có cái máy mà mình đang quay là con 11 Pro thì mình quay tầm 2 phút là nó tự động nó ngắt. Mình không biết là có cách nào để khắc phục hay không. Để mình về mình tìm hiểu xem là như thế nào. Và trong đây nó có cái phần quay. Đây mình mở cái cam cho bạn xem là mình đang quay bằng đó, mình đang quay bằng con Pro luôn này không? Đó. Lát nữa mình sẽ bắn qua. Và cái giá của cái con Pro Max này là 1099 hay sao á. Còn có, nếu mà mình mua mình thích bản 256, tại vì mình chụp hình nhiều, mình chứa dữ liệu nhiều đó, thì 256. Và cái giá của nó ra khỏi store là khoảng 1300. Thì mình cũng đang cân nhắc để mình coi thử là cái mình có thật sự cần không. Nhưng mà hiện tại là mình đang nghĩ mình đang rất cần các bạn. Và trong đây nếu mà thu âm nó có gặp vấn đề gì thì các bạn thông cảm nha. Tại vì mình muốn miêu tả thật nhất về cái việc quay video của cái video này. Nếu mà có ồn thì các bạn có thể đánh giá thêm về cái phần mà thu video của nó. Hiện giờ thì mình đang để gần cái miệng của mình, cách cái miệng của mình là khoảng 20cm. Để coi nó thu như thế nào. Rồi ok thì chắc mình cũng tạm dừng video tại đây thôi. Để mình đi trải nghiệm tiếp. Bên kia thì nó sẽ có những cái đồng hồ series 5 rồi tùm lum hết. Và nếu mình có quay nữa thì mình chắc mình sẽ lấy con GoPro quay. Bây giờ thì mình đang test thử là cái màn hình của nó như thế nào. Thì mình đang coi YouTube ở trên trình duyệt Safari nên nó mình chỉnh 4K nhưng mà chắc thì nó sẽ không rõ. Mình chỉ coi thử cái khung của nó thôi. Thì mình thấy cái khung của nó là đúng là mình xài con iPhone 7 Plus hoặc 8 Plus quen rồi. Thì coi màn hình này đã hơn các bạn. Còn cái con này là con Pro Max Pro 11 Pro thì nó hơi nhỏ. Đây là 11 Pro Max. Đây là con 11. Đó. Thì đây là nhỏ, trung bình lớn. Đó, mình thấy nó cũng nếu mà nhỏ đây quá thì cảm giác nó hơi nhỏ với con mắt của mình thường xem. Thường xem ở trên cái size này. Đúng là coi lớn thì đã hơn các bạn. Thì giờ mình đang coi thử là cái khung của nó như thế nào. Về cái khu vực này thì Apple có bán thêm những cái khay nữa các bạn. Up sale những cái khay nữa nè. Rất là đẹp. Và mình đã coi cái độ trâu bò của con 11 rồi, nó cực kỳ trâu bò luôn. Và mình nghĩ là không cần phải mua thêm cái khay nữa, chỉ cần mua cái khay bảo vệ cái chỗ mà chụp hình nữa thôi. Để cho nó lồi lên, để cho nó không bị chày. Còn những cái việc xung quanh thì mình đã cảm thấy là nó rất là ok rồi. Đây là khay thông nè. Ok, rất là cứng, hình như là một cái khay này là 40 đồng hay bao nhiêu đó, là khoảng 800 nghìn. Rất là cứng. Nếu mà những cái khay cắn, bạn xài những cái khay mà thông như thế này á, mà xài cho khoảng 6 tháng mà nó không đổ màu vàng á, là cái khay đó nó sẽ là gọi là chất lượng tốt. Gọi là khay thông và chất lượng tốt. Còn nếu mà đổ vàng là gọi là nó hơi dởm. Đó. Bên đây thì đang ạc ti nè, một cái bát này đang ạc ti nè. Ok, thì bây giờ là mình đang
chỗ cái bán con hình như là con này là Series 5 các bạn. Đó, thì bây giờ là đây là có rất là nhiều loại mặt này. Đây, đây là rất là nhiều loại mặt đây. À, cái chân này rất là dễ, mình có thể cầm lên rồi mình đo thử cái tay của mình. Đó, bây giờ mình đo thử cái tay của mình nha. Mình đo thử cái tay của mình. À, tùy các bạn, nếu các bạn thích làm sao á cũng có thể đo hết. Đây, con này không biết bao nhiêu á. Đây là con 44. Nó vừa với tay là cái tay mình, tại cái cổ tay mình nó nhỏ nên giúp cái là vừa, nhưng mà mình không thích đeo loại quá lớn các bạn ơi. Như nó có hai loại à, loại 44 và một loại loại này là bao nhiêu ta? Lần lên là 40, đây 44, đây 40. Đó, nó có ba màu trắng với đen. Ồ, loại này bao nhiêu? 44 à. À đây nó mới đúng. Ủa, cái loại đen này nhìn á, nhìn 44 nhưng mà nó nhỏ hơn. Nó nhỏ nhưng không có lớn. Nếu mà nam á tay lớn thì đeo này, còn nữ thì đeo cái loại nhỏ như thế này. Nhìn đây mình nhìn nó như đồ chơi vậy các bạn. Cái này là nó thật là hồi giờ mình cũng chưa bao giờ mình đụng vô, mình xài mình chỉ thấy người ta xài thôi. Thì nếu mà bạn xài iPhone á thì nó sẽ tích hợp trên cái điện thoại của bạn có gì thì nó sẽ tích hợp hẳn vô hết á. Rất là ok. Rồi đo về riêng về cái này thì mình chưa có hiểu vấn đề của nó là nó dùng để làm gì nhiều. Nó coi hồi giờ nó đo nhịp tim, nó đo lum la hết đó. Mình chỉ hồi giờ mình thấy người ta đeo nhiều thôi, nhưng mà mình không có, chưa có xài nên mình chưa có rành nó là nó có cái gì trong đây đó. Đây là chỗ đó, đó mọi người bán này đó. Dây nhỏ rồi ở đây hết, dây bán rất đẹp. Đó, ai muốn đo hay muốn thử là mình đeo cái nào hợp thì mình cứ thẳng cái bộ store nước Mỹ nó cho mình cái đó. Còn thẳng đây mình đo, ở đây iPad nè. Rồi hôm nay vẫn như nói rất là đông các bạn. Ở đây mọi người iPhone, ở đây là khu iMac để mình đi xem là con iPad của nó, con iPad mới. Gọi là hôm nay rất cực kỳ đông, cực kỳ đông luôn. Đây là những con cũ nè. Đây là những con mới. Con mới thì nó chỉ có giá 300 mấy thôi, xong biết sao nó rẻ như vậy các bạn. Đây con iPad Pro 11 inch 799. Con bạn này đang cực kỳ nè. Rất là đẹp. Đây là cái cây. Thì cái review con 11 sơ sơ thì mình cũng đã review rồi. Đó, thì hôm nay quang cảnh rất là đông. Đó. À, bây giờ mình đi ra mình đi coi khác nữa. Đó. Thì chắc có thể là mình sẽ kết thúc cái video tại đây. Hay nữa, một cái nữa mình cũng chỉ mọi người là ở ngoài kia đó họ đang get like để họ lấy điện thoại. Đó. Thì mình sẽ kết thúc video tại đây, và nếu mà có cái gì hay về con 11 nữa thì mình sẽ chia sẻ thêm với mọi người. Và cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã theo dõi những video của mình, và hẹn gặp lại mọi người ở những video lần sau. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại.